2011, khi nhìn thấy trên truyền hình cảnh tượng nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ và phóng xạ rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Đầu óc tôi ngay lập tức trở nên trắng xóa. Mọi người lo ngại về phóng xạ đến nỗi họ không mua bất cứ thứ gì cả. Giá nông sản lúc đó bằng không. Trong vòng 3 năm tiếp theo, ông Kusano đã đào hết lớp đất ô nhiễm phóng xạ, tẩy sạch các cây trong vườn. Và điều khó khăn hơn cả là thuyết phục người tiêu dùng tin rằng những quả lê mà ông trồng bây giờ đã trở nên an toàn. Thật mừng, sáu năm, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại gần như bình thường. Giá lê vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung, nhưng năm nay chúng tôi đã bán được 200 tấn cho thị trường trong nước, và đây cũng là năm thứ ba chúng tôi xuất khẩu lê sang Việt Nam. Những vườn lê chịu quả như thế này có thể xem như biểu tượng của sự phục hồi và vươn lên của ngành nông nghiệp tỉnh Fukushima, một ngành nông nghiệp từng bị tàn phá bởi chất phóng xạ hạt nhân. Tổng lượng xuất khẩu nông sản của tỉnh Fukushima